Trương Triết Hàn bị soi mói coi thường phụ nữ và xúc phạm Thái Tử Khôn thực hư như thế nào? Trương Triết Hàn bước chân vào giới giải trí nhiều năm, mãi vẫn chậm chân tại chỗ, tên tuổi không chìm cũng chẳng nổi. Mãi đến khi Sơn Hà Lệnh được ra mắt mới giúp danh tiếng của anh bước lên tầm cao mới, trở thành cái tên được săn đón hiện nay, mang về vô số fan hâm mộ. Có điều, người nổi thì thị phi nhiều. Mới đây, Trương Triết Hàn bị đào lại những phát ngôn khi xưa, bị mọi người gắn mác không tôn trọng phụ nữ. Trương Triết Hàn bị dư luận nghi ngờ về nhân phẩm khi có những biểu hiện không thỏa đáng về mặt ngôn ngữ trong quá trình quay cảnh hôn với nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu tường tận sẽ phát hiện, thực ra lúc đấy mọi người chỉ đang thảo luận cảnh quay. Một số thành phần ác ý đã cố tình cắt ghép, phóng đại một số câu của nam diễn viên nhằm dắt mũi người xem. Rất nhiều fan hâm mộ đã tìm lại các video phỏng vấn trước đây của Trương Triết Hàn và biết được, thực ra anh là một người rất tôn trọng phụ nữ. Ví như trong một lần phỏng vấn khi được hỏi, nếu một mỹ nữ mang giày cao gót bị vấp té, thì bạn sẽ giả vờ không thấy hay sẽ đỡ cô ấy đứng lên hay sẽ chụp hình lại? Trương Triết Hàn liền trả lời, bất luận là mang giày cao gót hay không, cũng không kể có phải mỹ nữ hay không, chỉ cần có người té thì tôi đều sẽ đỡ họ đứng lên. Cũng ví như có người hỏi anh, cảm thấy con gái nặng bao nhiêu là đẹp nhất, Trương Triết Hàn trực tiếp cho biết, không có cân nặng hoàn mỹ nhất, chỉ cần là fan hâm mộ thì đều hoàn mỹ. Từ những câu trả lời này có thể cảm giác được, trong mắt Trương Triết Hàn không có sự phân biệt cao thấp đối với phái nữ. Bất luận bạn có xinh hay không, bất luận bạn có mập hay ốm đều được xem là hoàn mỹ. Sau khi ra mắt những tập đầu tiên, bộ phim Sơn Hà Lệnh, chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Mai Khách, nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được khán giả Trung Quốc cũng như châu Á bàn luận sôi nổi. Bộ phim cũng thành công đưa tên tuổi của hai nam chính, cùng Tuấn, Trương Triết Hàn lên tầm cao mới trong sự nghiệp. Không thể phủ nhận sức hút của bộ phim phần lớn đến từ ngoại hình nổi bật và tài năng diễn xuất của hai nam chính, Cung Tuấn, Trương Triết Hàn. Nhờ độ nổi tiếng tăng cao, Trương Triết Hàn và Cung Tuấn thu về lượng lớn người hâm mộ. Chuyện quá khứ của cả hai cũng được netizen thích thú đào lại. Trong đó, fan phát hiện một điều trùng hợp là cả Cung Tuấn và Trương Triết Hàn đều là fan cứng của Châu Kiệt Luân. Sau khi tin tức này được lan truyền, fan Châu Kiệt Luân cũng tỏ ra rất thích thú và ủng hộ hai diễn viên Sơn Hà Lệnh. Tuy nhiên, netizen cũng đào lại bằng chứng, cho thấy vì đứng về phía Châu Kiệt Luân, Trương Triết Hàn đã từng xúc phạm Thái Tử Khôn trong quá khứ. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2019, Phan Thái Tử Khôn và Châu Kiệt Luân cạnh tranh gay gắt để đưa thần tượng lên vị trí đầu top 1 bảng xếp hạng lớn. Là một fan của Châu Kiệt Luân, đương nhiên Trương Triết Hàn đã đứng về phía đối lập với Thái Tử Khôn. Trương Triết Hàn đã vừa ráp vừa chơi bóng rổ khi Thái Tử Khôn thua Châu Kiệt Luân trên bảng xếp hạng. Ai cũng biết khoảnh khắc chơi bóng rổ éo lả là một vết nhơ lớn mà Thái Tử Khôn không muốn nhắc lại trong sự nghiệp. Chính vì thế, sau khi phát hiện điều này, fan Thái Tử Khôn đã tỏ ra không hài lòng và chuyển sang anti Trương Triết Hàn. Không những vậy, netizen còn phát hiện ra Trương Triết Hàn từng khen ngợi Hứa Khải siêu đẹp trai, gọi anh là mùa xuân của nhan cẩu và khiêm tốn tự nhận mình không đẹp trai. Trong quá khứ, Hứa Khải và Trương Triết Hàn từng hợp tác trong bộ phim Triều Ca. Trương Triết Hàn cũng từng là nghệ sĩ đầu quân cho Vua Chính cùng công ty giải trí với Hứa Khải. Tuy nhiên hiện tại, anh đã trở về hoạt động dưới trướng của Triệu Vy.